Hotel. We live at the restaurant. You bought food at the store. They sell at the church. Này, thầy giáo đi lấy đồ ăn. Thì xong rồi thằng này chị thấy này là từ ngay từ đầu chị nhìn này đã thấy kiểu nó kiểu như bạc tình ấy. Nó kiểu gọi là gì? Nó cũng là dạng nó cũng lăng nhăng ấy, nó ngớ ngẩn ấy. Thật chị không cảm nhận toàn thằng này luôn. Hồi trước chị Thảo bảo là nó tốt, xong giờ chị Thảo mày điên là trong lúc yêu chẳng nhận trên người yêu mày sợ. Chị không nói thế để em tỉnh ra. Cứ mà tỉnh, yêu tỉnh và rồi gì? Tỉnh bằng niềm đau. Thấy không Thảo đúng không? Yêu rồi không tỉnh được. Đòi tỉnh. Đấy là mày còn đang yêu chị chưa rồi. Mày đang chó, còn đéo tỉnh nữa mày. Thật, chị chửi con này như chó luôn mà. Chưa vào. Chị chửi con này như chó luôn mà nó không tỉnh luôn. Mày đánh yêu tỉnh bằng niềm đau à? Chị điền à? Em tỉnh lâu rồi nhá. Tỉnh cách đây 2 ngày rồi. Mày điên là thấy cái lúc mà mày đang yêu mà nói là mày tỉnh không? Cãi đi, mày cãi đi, tao tát mồm mà cho xem. Tát. Này tát cho tỉnh lâu rồi. Em tỉnh lâu rồi. Em không lị đâu, Hồng ạ. À. Nhà em có nuôi một thầy giáo thì nó chỉ ăn thôi. Okay, let's come back to the lesson for today. Thầy giáo tên là gì? Đã tiếp đi Hồng. Này, hello. Em không nuôi một thầy giáo tên là gì? Hello. Hello. Nhà em có nuôi một thầy giáo nhà em tên là gì? Thầy giáo em chỉ biết ăn thôi. Nào. Ok. Tập trung vào bài học đây. Em nghe bài lấy chưa nào? Em nghe rồi. Uh-huh. Em nghe được không? Hả? Em muốn nghe được không? Nghe từ máy của anh á. Em nghe cái bài này, em có nghe hiểu được không á? Hiểu. Họ nói về điều gì? Họ đã nói về những cái điều, họ nói về những cái mà họ đã làm rồi á. Họ đã làm gì ấy. Ok. Lốt đi rồi nói, không sao. Uh-huh. Okay, now first I want to read the transcript here. Anh ăn xong chưa? Anh ăn xong chưa? Không nghe gì cả, em nói to lắm. Ôi, anh ăn xong chưa? I'm done. Đọc được chưa? Đọc nhá. Nghe nào. I ran home. Jill swam at home. Mm-hmm. He. What is it? His flap. Jill swam at home. He slept at the hotel. She drank at the pub. Mm-hmm. We eat at the restaurant. We ate at the restaurant. You bought food at the store. They sang at the church. A church. They sang at church. Just. They sang at the church. Now okay. Em đọc lại một lần nữa. I ran home.
You swam us home. Mm-hmm. He slept at the hotel. She drank us the bath. We ate at the restaurant. You bought food at the store. They sent us the just the job. 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 At the job. At the job. Mm-hmm. Okay, they stand at the church. Mm-hmm. Đây là quá khứ, đúng không? Yes. Okay. Em vừa nói các cái từ hiện tại đơn của những từ này xem nào. Hả? Hiện tại đơn của những từ này là từ này, những từ này là thì ở thì gì? Những từ này là ở thì gì? Những từ này ở thì gì á? Hiện tại đơn hay quá khứ đơn? Thì hiện tại đơn. Từ này cơ mà. Đâu từ nào? I ran at home à? Quá khứ đơn. Uh-huh. Ok. Vậy thì hiện tại đơn nó là gì? Ui, làm sao em biết? I run. Run, ran. I run. Run, ran. Ran. Swim. À. Swam. Swam. Huh? Swam. Okay. Sure. Okay. Sleep, sleep, drink, rain, eat, ate, buy, bought, sing, sang. Buy, bought, sing, sang. Nhớ rồi đây, nhớ rồi đây. Biết gì đâu mà nhớ. Em ngày trước em học hơi bị giỏi tiếng Anh đấy, chẳng qua em quên hết rồi thôi. Dạ, bây giờ em thì nói lại cái này ở thì hiện tại đơn xem nào, anh xem nào. Ôi trời ơi, trời. Các bạn em giỏi mà. Anh quá đáng. Anh bảo anh chả bảo là em chỉ giỏi vỗ mồm thôi còn gì nữa. Thì anh cũng phải thử xem là em có giỏi thật không. Biết đâu giỏi thật. Yêu mầm tài năng. Run, 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 swim, swim. Sleep là gì không nhớ. Drink, drink. It's drink, drink. Drink the drinker is as five post things up. Không nhớ, chỉ nhớ tới tôi. Okay, I sing, I sang. Tôi hát, tôi đã hát. I buy, I bought. Mua, tôi đã mua. I eat, I ate. I swim. Swam. Swim, swam. Swim, swam, and run and ran. Ran, ran. Drink, drink. Ring, ran. Ran. Okay. Sleep, sleep. All right. Rồi. Ok rồi, em tiếp theo hỏi em một vài câu hỏi. Cái này là nó là từ quá khứ nha. Cái động từ này nó là động từ bất quy tắc. Nó không theo một cái trật tự nào cả. Thế nên là cái này trong bài kiểm tra cũng rất hay hỏi đó. Nên là em cần kiểm tra lại cái này. Cái từ, cái tờ giấy mà ngày trước đi học mà nó phát là 360 động từ bất quy tắc đấy. Nhưng mà thật sự là em học thuộc 360 mấy từ đấy thì nó cũng bất lắm. Không, em không học thuộc 360 động từ bất quy tắc đâu. Rồi, ok. What did you do last night? What did you do last night? I went to work last night. I went to work last night. Last night. Last night. I went to work every day. I go to work every day. Not only apply. Yes. Tất nhiên là gì anh? Of course. Of course. I cost. Of course. Of course. Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi. I cost. Em kiếm tiền mà. Okay. Yes. I go to work every night. Tôi đi làm hàng đêm. Hôm mà làm gì đến hàng đêm? Hàng tối, đêm tối gọi là đêm rồi, nước ngoài tối gọi là đêm rồi. Tối là tối mà đêm là đêm. Ok, nào tiếp tục. Were you at home alone? Were you at home alone?
No, I went at home alone. I went at home alone? Mm. Okay. What did your mother do last night? My mother sleep last night. Sleep last night? Please. Sleep or slept? Slept, yes. Slept. Again, what did your mother do last night? My mother slept last night. Slept last night, okay. Yeah. Did your parents go to the Paris last summer? How can you hear today? What? Did your parents go to the Paris last summer? Paris last summer. No, my parents just didn't go to Paris last summer. We didn't go to the Paris last summer. Okay. What did you eat this morning? I ate rice this morning. Okay, this morning. Anything else? Only rice? Huh? Ăn gì nữa không? Em muốn ăn gì nữa không? Noodle, mì. Noodles. Okay. Anything else? Huh? Okay. Okay, maybe I think I saw you like to eat rice in the morning. Hình như anh thấy là em thích ăn cơm buổi sáng thôi. À, tại vì là em đi làm học nhà á, thì buổi nhà của em là nổi tiếng mì, nổi tiếng Nhật Bản. Nên là em chỉ ăn cơm với ăn mì và ăn thịt thôi. Thế là đi ra đấy là ăn đồ nhà hàng đấy hả? Cho nên là ở nhà hàng của em mới nổi tiếng mì với cơm đúng không? Mì cơm thì nói chung là nó nổi tiếng là mì nổi tiếng nhất vùng Nhật Bản. Okay. Mm-hmm. Okay, who washed the dishes yesterday? Bây giờ con này đang trả lời thì ngủ gật, không biết trả lời gì. Nó phải đi làm. Who washed the dishes yesterday? Who washed the dishes yesterday? Younger sister. This yesterday. Younger sister. What is the this yesterday? Again. Who washed the dishes yesterday? Who washed the dishes yesterday? Anh là rửa bát tối hôm qua nào? Em gái. Em gái đã rửa bát tối hôm qua. Younger sister, what does the dishes yesterday? No. Younger sister, you know. Younger sister. What's the dish yesterday? Yes, okay. Younger sister washed the dish yesterday. Okay. Rồi. Không biết bạn em đang cười khúc khích gì đó. Chụp tụng. Okay, rồi. Bài này đơn giản, chỉ có phần câu. Em cũng muốn hỏi gì được bạn không? Okay. What did you do yesterday? Can you tell me what you did yesterday? Huh? Và em mới kể lại những việc em làm ngày hôm qua. À. Thôi xong.
Ngày hôm qua. Tên I eat rice and noodle in the morning. Okay, the first thing, what time did you wake up in the morning yesterday? Em đã kể là em đã thức dậy lúc mấy giờ này? Xong em làm gì là em muốn ăn sáng không? Thì thường thường như vậy, như kể lại một cái ngày ấy. Sao mà? Tôi thức dậy lúc mấy giờ đúng không? Yes. Tức là tôi đã thức dậy nó rồi. I wake up. I woke up. Tôi đã thức dậy vào lúc. I woke up. It's across. 8 o'clock. Okay. I woke up at 8 o'clock. Rồi thì đó là I ate. Hả? Anh nói gì? Tức là đưa em nói là em đã thức dậy vào lúc mấy giờ này? Xong em đã ăn gì đó nào? 8 giờ. Xong em đã đi nào nào? Xong em đã ngủ trưa nào? Hay là em đã đi học nào? Hay là em đã về nhà nào? Em lại đã đi làm tiếp nào? Thì em lại đã về nhà vào lúc mấy giờ nào? Thì kiểu như vậy. Để dùng từ quá khứ. It's across. I eat rice and noodle in morning. I went go to work. I went to school. I ate rice in the evening. I ate rice in the evening, yes. After I went to work. I went to home. After I English study. Okay. Tôi đã thức dậy vào lúc 8 giờ sáng. I woke up at 8 a.m. Okay. Rồi tôi em vào buổi sáng mình ăn bữa cơm mà tôi đã ăn cơm vào buổi sáng. Từ từ anh nói lại tại vì bị giật. Tôi đã ăn cơm vào bữa sáng. I ate rice
I ate rice in the morning. In the morning. I ate rice for my breakfast. So the I ate rice for breakfast. Mm-hmm. Ate rice for breakfast. Okay. So tiếp tục. Còn anh đi đâu? I ate rice for breakfast. I went to work. I went to work at. I went to work. At cái gì? Ở giờ. Bây giờ. Giờ. Bây giờ anh đi làm bây giờ. I went to work at 8:25 a.m. 8:25 a.m. Okay. Yes. Good. Xong rồi em đi học. Còn em đã đi học. I went to school 12:25. At 12:25. I went to school at 12:25. Okay. Vào lúc 12:25. Tiếp tục. Như thế nào? Được. Xong rồi em về nhà. Em đã về nhà rồi sao? I came back. Đã về nhà, về là cái gì? Đúng đi đúng không? I came back home. I came back home. Yes. Seven a.m. 7 p.m. bảy giờ tối. Yeah. Hả? 7 p.m. Seven p.m. Em nói nó cứ kiểu ca dân cục nói dứt khoát mà. Cứ p.m. a.m. lẫn lộn là sao? Bắt đầu lại đi. Em nói là em đã về nhà vào lúc 7 giờ tối nữa sao? I came back home 7 a.m. Giới từ đâu? Hả? Giới từ đâu? Giới từ? I came back home gì? I came back home at 7 a.m. Được kiện anh nhé. Ok. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục em ạ. Em đi ngủ vào lúc 2 giờ sáng nữa sao? Đã đi ngủ. I slept at 2 a.m. Okay. Em còn phải cố gắng rất nhiều đúng không ạ? Ui, thế ra em cố gắng lắm rồi đấy. Em còn phải cố gắng rất nhiều ấy, chứ không phải là chỉ đơn giản như là mấy cái câu đơn giản như này đâu.